hơn chơi hình đi. Mình sẽ đếm 1, 2, 3 rồi chúng mình sẽ gọi chèo và cùng chơi nhé. 1, 2, 3. Các bạn còn nhỏ thế thì làm sao chị Hà cùng chơi cùng chúng mình được? Các bạn cùng nói đoán đỏ lại đoán to một lần nữa. Mình sẽ đếm 1, 2, 3 các bạn nhớ nhé. 1, 2, 3. Chúng mình phải chứng minh à? Các bạn nhỏ đã sẵn sàng để xem tiết mục vân ngay bây giờ được không nào? Vỗ tay đi ạ! Dạ vâng.
đồng thanh vừa rồi thôi, tôi đã thấy rõ nhiệt huyết của tuổi trẻ đang rực cháy đến nhường nào. Xin chúc tập thể đoàn viên tri đoàn Thôn Tiên Lữ sẽ giữ vững sự quyết tâm này và ngày càng tích cực sôi nổi hơn nữa, luôn khắc ghi lời bác dặn: đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Thằng ơi, đây, ơi, sao thế? Vừa nãy em thấy có một bạn nào mà mặc đồ giống y hệt em, xong rồi em xung quanh thằng mũi chị ạ. Ôi, các bạn nhỏ ơi, anh Cuội bảo là vừa nãy thấy một bạn nhỏ mặc quần áo giống anh Cuội. Các bạn có nhìn thấy không? Các bạn có nhìn thấy một bạn nhỏ nào mặc quần áo giống anh Cuội không nhỉ? Đây, các bạn nhỏ mà không thấy kìa. Nhưng mà rõ ràng là em nhìn thấy mà, cũng chắc chắn luôn ý. Ơ kìa, thế bây giờ chúng mình phải làm thế nào? Hay là bây giờ chị em mình đi xuống dưới ý, xem là chắc là không thấy chị em mình ở đây thì các bạn ấy sẽ ra đấy. Thế thì các bạn nhỏ bên dưới ơi, các bạn nhỏ bên dưới của chị ơi, chúng mình hãy quan sát trên lên sân khấu thật là kỹ nhá, xem nào có một bạn nào mà mặc quần áo giống anh Cuội không, để xem là anh Cuội nói đúng hay sai nhá. Ok không nào? Ok không nào? Rồi. Thôi thôi cứ đi vào đây, đi vào đây xem nào có không. Đi vào đây, đi vào đây. Yeah.
chiều nay các cô gái dân tộc Mông chúng ta sẽ cùng đi gặp mặt các Điền Anh, Điền Chi của vùng đất Bắc Ninh, cái nôi của những câu ca quan họ đầm thắm thiết tha. Các bạn ở phía dưới hãy ổn định chỗ ngồi. Chúng ta có một trò chơi vô cùng là hấp dẫn, chỉ dành cho những bạn nào ngoan và ngồi ổn định chỗ ngồi thì chị mới cho chơi thôi, được chưa? Nào, ai muốn chơi trò chơi nào? Nào, nhớ. Thế thì các bạn phải ngồi thật ngoan. Sau tiết mục này sẽ là trò chơi.